Gậy kim cang hét, hòa thượng tuyên hóa, vấn đáp ký lục ba. Phàm là chúng sanh khi được sanh ra ở cõi đời này, tất cả đều bị chi phối bởi nghiệp lực nhân quả của chính mình. Do vậy, cuộc đời vận mạng của hết thảy mọi loài cũng đều khác biệt, không ai giống ai, nhưng ít ai hiểu được đạo lý này. Nên hễ gặp phải những chuyện không như ý, thì chúng ta thường hay than trời trách đất, sao lại bất công. Bởi hiểu rõ điều này, nên sau các buổi pháp hội, Hòa Thượng thường mở rộng thời gian để giảng giải thêm những vấn đề thắc mắc cho mọi người. Vì vậy, để cho đủ trọn bộ, quyển gậy kim cang hét thập ba này cũng lại tiếp tục ghi lại phần trích dịch những câu vấn đáp của Hòa Thượng và đại chúng. Do vì trình độ hiểu biết của chúng sanh khác biệt, nên khi Hòa Thượng giải đáp các thắc mắc, Ngài cũng phải uyển chuyển sao cho phù hợp với căn cơ của mỗi người. Bởi vậy, có lúc Ngài ân cần giảng giải các vấn đề rất rõ ràng, nhưng cũng lắm khi lời giải đáp của Ngài lại có phần gắt gỏng hoặc khó hiểu. Đó chẳng qua vì Ngài muốn trực tiếp ám chỉ cho riêng người đang thưa hỏi mà thôi. Nói chung, các câu giải đáp của Ngài lại có sức mạnh chắc thật, ví như tiếng vang dội của cây gậy kim cang đanh thép khi gõ xuống, vì nó có thể đánh thức những tâm hồn mê muội đang đắm chìm trong cơn mộng mị. Cũng ví như lời Ngài răn nhắc về đạo lý nhân quả nào đấy, là đừng làm các việc xấu ác mà hãy làm các việc thiện, việc lành, hoặc khuyến khích mọi người nên mở rộng lòng từ bi hỷ xả và biết thông cảm cho nỗi khổ của người khác, vân vân. Qua những lời giải đáp của Hòa Thượng, hy vọng mọi người chúng ta cũng được dịp học hỏi những bài học quý giá của Hòa Thượng để cùng nhau sống một cuộc đời hướng thiện an vui, biết giúp ích cho đạo, làm lợi cho đời. Xem đây, không những là những lời răn nhắc của vị thiện tri thức, một bậc thầy đức độ đối với chúng đệ tử, mà còn là những lời dạy bảo chân tình của một người cha đối với con cái trong gia đình vậy. Ban biên tập Vạn Phật Thánh Thành. Hỏi, tại sao người ta làm việc thiện mà chiêu cảm lại quả ác? Đáp: thí dụ như có người đi khắp nơi làm mai làm mối, hoặc là người tùy tiện phan duyên lợi dụng, hoặc như khuyên người bố thí, hoặc là người vì miễn cưỡng bố thí rồi sanh ác cảm. Đối với Phật tử đều là những người bị chướng đạo và mất lòng tin Phật, nên họ chẳng có chút công đức nào. Hỏi, Hòa Thượng có muốn đi tham quan không? Đáp, tham quan à? Cái gì tôi cũng đã thấy qua hết rồi. Hỏi, nhân duyên giữa con người với nhau là như thế nào? Đáp, Kinh Hoa Nghiêm nói, từ vô thủy đến nay, tôi cùng chúng sanh đều là cha mẹ, anh chị em, con cái với nhau. Hỏi, tại sao sư phụ thường bảo mọi người niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát? Đáp, vì đời mạt pháp, mà mạnh, pháp yếu, mà đại nguyện của Ngài Quán Thế Âm là lấy tâm từ bi cứu độ hết thảy chúng sanh. Hỏi, kiếp trước của con là đến từ con đường nào trong sáu đường lục đạo vậy? Đáp, Kinh Kim Cang nói, tâm quá khứ không thể được, vì vậy chỉ nên làm nhiều việc thiện. Niệm Phật nhiều thì tự nhiên tất cả sẽ bình an, rồi nạn lớn sẽ chuyển nhỏ và nạn nhỏ sẽ biến mất. Hỏi, tại sao có người vừa mới bắt đầu ngồi thiền là bị ma nhập? Đáp, đây là do oan gia trái chủ kiếp trước của họ gây chướng đạo, do đó họ phải tạo nhiều công đức để hồi hướng. Đệ tử, có người nói sư phụ đã qua đời rồi. Đáp, vậy là người đó đang biểu hiện cảnh giới tu tập của mình cao hơn mọi người một bậc rồi đấy. Hỏi, con phát giác ra là ngay trong thế giới văn minh này có rất nhiều phim ảnh liên quan đến yêu ma quỷ quái. Tức là phim càng khủng bố ghê rợn chừng nào, người ta càng thích thú xem coi chừng nấy. Còn vẫn cứ không hiểu nổi là vì sao họ lại có cái tâm lý đó nữa. Đáp, là con người mà, nên bị một loại tâm hiếu kỳ tác quái. Bởi vì họ không biết ma quỷ là cái gì mà cũng không có thấy qua.
Nay thấy ma quỷ trong phim ảnh, họ cho rằng thế giới loài quỷ đại khái chắc là giống như vậy. Thành thử họ muốn biến thành quỷ, rồi nói: "Để tôi thử trước xem sao, sau này làm quỷ tôi cũng sẽ biết cách làm sao để gây phiền phức cho người ta." Đây là một thứ tâm lý biến thái, một loại vọng tưởng tiểu thuyết háo thích chuyện lạ kỳ, chứ không phải là ma quỷ hay không ma quỷ chi hết. Đấy là một loại vọng tưởng hiếu kỳ thôi. Hỏi: "Trong sở làm thì không tiện cho việc lễ lạy Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và treo ảnh ngài. Vậy con nên phải làm sao để giải quyết vấn đề này?" Đáp: "Nếu ăn cơm mà cũng làm trì trệ công việc, vậy tại sao con vẫn phải ăn?" Hỏi: "Có phải tất cả các đệ tử quy y của Hòa Thượng, bất kể là đệ tử tu hành tại gia hay xuất gia, thì đều có thể miễn khỏi việc bị luân hồi trong lục đạo?" Đáp: "Ai quy y tôi mà không giữ quy tắc, và lại còn gây ra biết bao ác nghiệp khác thì cũng không thể nào mà miễn khỏi sáu nẻo luân hồi. Còn ai không quy y tôi, mà hết lòng làm vô lượng việc lành, tận lực phụng hành những việc thiện, thì cũng có thể được miễn luân hồi trong sáu nẻo." Hỏi: "Trong sách của Nhất Quán Đạo thường có hình ảnh Phật và các lời kinh kệ. Vậy chúng ta có thể đốt đi để chúng sanh khỏi bị ngộ nhận mà đi sai đường hay không?" Đáp: "Thiện một nhóm, ác một bầy. Người như thế nào thì sẽ tìm người như thế ấy. Ma hay Phật là toàn tại sự việc, chứ không thể xen lẫn hỗn độn với nhau được." Hỏi: "Gần đây có một sư cô giảng về pháp môn Quán Âm, có nhấn mạnh rằng nếu tu theo như vậy thì trong một đời là có thể được khai ngộ. Xin hỏi Hòa Thượng, nếu quả là chánh pháp thì trong một đời có thể khai ngộ được không?" Đáp: "Phát thần kinh." Hỏi: "Cha mẹ con tín ngưỡng Mã Tổ và Thánh Mẫu trên trời. Ông bà còn thỉnh Tam Thánh Tây Phương về nhà để thờ chung. Thỉnh hỏi, như vậy khi con lạy Phật là con lạy luôn họ có được không?" Đáp: "Chúng ta học Phật phải có tâm từ bi khiêm nhường, cung kính hết thảy. Con không thể phân biệt đây là Mã Tổ hay là Ngưu Tổ. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Con muỗi cũng có thể thành Phật, con kiến cũng có thể thành Phật. Chỉ cần chúng bỏ mê quay về giác là đủ rồi. Con chớ nên phân biệt họ là tổ gì, là Mã Tổ, Chư Tổ, Ngưu Tổ, Dương Tổ. Con không nên phân biệt như vậy." Hỏi: "Sao gọi là tướng thọ giả?" Đáp: "Là muốn trường sanh bất lão." Hỏi: "Kinh Lăng Nghiêm nói, chúng sanh vì không biết thường trụ chân tâm, cho nên luân hồi điên đảo. Xin hỏi Hòa Thượng, chân tâm là gì?" Đáp: "Chân tâm tức là không có tâm dâm dục. Ai mà không có tâm dâm dục thì là người không điên đảo, là người hiểu rõ về thường trụ chân tâm." Hỏi: "Thường trụ chân tâm và việc ngủ ngồi có liên quan gì không? Chúng con phải tu ngủ ngồi như thế nào? Chỉ có tu về thường trụ chân tâm thì mới cần tu ngủ ngồi, phải không?" Đáp: "Về thường trụ chân tâm này thì không cần phải ngủ ngồi. Ở Đài Bắc đã có người hỏi rằng cư sĩ có thể ngủ ngồi hay không. Tôi nói, cư sĩ thì có thể đừng quậy phá là được. Còn việc ngủ ngồi này chỉ là để đối trị tâm dâm dục một phần nào, chứ nó không có liên quan gì đến thường trụ chân tâm cả. Đây là cả một quá trình của sự tu hành. Nếu quý vị có thể ngủ ngồi, đương nhiên là được mà thôi. Còn nếu như quý vị không thể ngủ ngồi thì cũng được luôn. Thành Phật không phải là ngủ ngồi thì mới thành Phật được. Hiểu rõ thường trụ chân tâm cũng không phải là vì quý vị ngủ ngồi mà hiểu, mà thường trụ vào được." Hỏi: "Trong giới Bồ Tát có giới không tà dâm phi thời, phi xứ. Ngoài 6 ngày chay ra không được như vậy, và bình thường cũng không được hành dâm vào ban ngày. Nhưng người chồng không biết chi đến thời gian, rồi có khi dẫn đến tình cảnh ly dị. Lúc đó việc giữ giới là trước nhất, còn cứ mặc kệ cho người đời dị nghị, dứt khoát ly dị là xong. Nhưng còn lại lo rằng người đời hiểu sai về Phật giáo thì gây nhiều phiền phức, xin sư phụ từ bi khai thị." Đáp: "Phi thời, phi xứ này đã nói rất rõ ràng rồi, không có ý nghĩa gì sâu xa cả. Con đã không giữ được giới này là không giữ được. Vậy thôi, không cần phải nói lẽ sự, không cần phải leo lẻo. Ly dị hay không cũng đều do tự mình quyết định. Tôi không trả lời vấn đề này đâu. Ly dị là vì ông ta đã chán cái cũ, muốn tìm cái mới, chứ không có dính dáng gì đến giới luật cả." Hỏi: "Có vị theo đạo Sikh
mặc y áo ra vẻ như người tu sĩ Phật giáo và còn thọ tam đàn đại giới. Nhưng khi ra hoằng pháp thì ông nói phi Phật pháp. Xin hỏi hòa thượng, người xuất gia nên làm sao để hộ trì chánh pháp, và chúng tại gia lại nên làm áo để hộ trì chánh pháp? Đáp: thì mặc tận, tức là làm thinh. Tỳ kheo có tánh ác là ma vương đã báo trước với Phật rằng: lúc thời mạt pháp, con cháu của ta sẽ đến nhà của ông, ăn cơm của ông, ở nhà của ông, tiểu tiện ngay trong nồi của ông. Loại người đó thì chúng ta nên cứ làm thinh. Đây gọi là nương Phật mặc đồ, dựa Phật ăn cơm, nói là tín đồ Phật giáo mà không làm chuyện Phật sự. Nhưng chúng ta cũng không thể giết hắn, nếu giết hắn thì bị phạm giới sát đấy. Hỏi: con là người vợ nội trợ trong gia đình, vô ý thường phạm giới sát, vậy trong lúc đó con nên làm sao mới được? Đáp: tôi cũng là con kiến nhỏ nhoi, giết tôi rồi thì chẳng sao, nhưng giết phải kiến bọ thì không được đâu nhé. Hỏi: tại sao có người chưa gặp hòa thượng nhưng đã mơ thấy ngài trước rồi? Phải chăng kiếp xưa họ có nhân duyên với hòa thượng, hay là ngài chiếu hào quang khiến họ mộng thấy ngài? Đáp: tôi đâu có nhiều hào quang như thế, tôi cũng không có nhiều xăng dầu như thế đâu. Đó đều là do tiền nhân hậu quả, bởi vì người với người đều có nhân duyên với nhau. Vì duyên sâu dày nên các ảnh trần đó đều được ghi nhớ lại, và các duyên trước đó đều có thể hiện ra. Có nhiều người rất vui mừng khi gặp tôi, nhất là trẻ con. Tôi bảo chúng làm gì thì chúng đều làm theo. Lúc ở Đông Bắc, có một số thanh niên trẻ đâu có ai bảo chúng lại Phật. Nhưng khi thấy tôi thì chúng biết cúi đầu lễ Phật, cái chi cũng biết. Có người thấy tôi thì khóc, có người thấy tôi thì vui mừng vô kể. Khi tôi hỏi tại sao họ khóc, họ bảo họ giống như người bị thất lạc lâu lắm rồi, nên ở ngoài chịu đựng nhiều khổ sở. Khi thấy tôi thì giống như được trở về bên cạnh cha mẹ của mình, nên họ khóc cho một hồi mới hả hơi. Có rất nhiều tình cảnh không giống nhau, chẳng qua là tôi không muốn nói cho quý vị biết, vì nếu kể cho quý vị nghe, quý vị cũng sẽ khóc theo luôn. Hỏi: ngài vừa nói về chuyện nhân duyên, có một số người thấy ngài thì giống như lúc trước họ đã gặp qua ngài rồi, vậy nhân duyên đó có phải là chỉ cho nhân duyên của kiếp trước hay không? Đáp: hình như vậy, ai mà biết được có phải là vậy không nữa. Hỏi: đệ tử tại gia có nên ngồi thiền hay không? Đáp: dù xuất gia hay tại gia, nếu quý vị muốn ngồi thiền thì đều được cả. Không có gì là phải nên hay không nên. Giống như ăn cơm, người xuất gia ăn cơm, người tại gia cũng ăn cơm vậy. Hỏi: ngồi thiền có nên hít thở không? Đáp: không hít thở thì không chết sao? Cứ để tự nhiên, không nên nín thở. Hỏi: vì hòa thượng tu trì nên có thể cảm ứng được long thiên, chúng con xin đề nghị hòa thượng siêu độ cho đồng bào chúng con một lần, vì họ đã chịu khổ nạn hơn cả trăm năm qua rồi. Đáp: đương nhiên là những bậc cao tăng đắc đạo là làm được, nhưng người người cũng siêu độ được chúng sanh trong 10 phương pháp giới này luôn. Quý vị mà làm một người tốt thì đó tức là đã siêu độ rồi đó. Hỏi: phải chăng người người đều có thể phát tâm siêu độ chúng sanh trong 10 pháp giới, hay phải là bậc cao tăng đắc đạo mới có thể làm được? Đáp: đương nhiên là những bậc cao tăng đắc đạo là làm được, nhưng người người cũng siêu độ được chúng sanh trong 10 phương pháp giới này luôn. Quý vị mà làm một người tốt thì đó tức là đã siêu độ rồi đó. Hỏi: xin hỏi hòa thượng, một học sinh đang đi học thì nên học tập Phật pháp như thế nào? Đáp: là học sinh thì nên học hành chăm chỉ. Những lúc nghỉ học thì có thể học tập chút ít Phật pháp. Nếu chỉ chuyên lo học Phật pháp mà không lo học hành thì không được. Còn phải coi trọng cả hai, đạo đồng thời với thực hành mà không trái nhau. Còn không nên nghiêng về một bên, không nên chỉ học Phật pháp mà không lo học hành. Đó là một sai lầm mà giới thanh niên thường hay mắc phải. Hỏi: xin hòa thượng rủ lòng từ bi đến cứu khổ nạn cho người Trung Quốc chúng con. Đáp: đó là tâm nguyện của tôi. Tôi muốn một mình tôi gánh vác hết các khổ nạn của người Trung Quốc. Xin hồi hướng phước báo của tôi cho những người Trung Quốc. Hỏi:
tình và vô tình động viên chủng trí có thể giải thích ra sao? Đáp: tình và vô tình là chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình. Sao là chúng sanh vô tình? Tức là loài thực vật. Thực vật có tánh vô tình, chúng có sanh tánh mà không có tình. Phàm hễ có huyết khí đều gọi là hữu tình. Đồng viên chúng trí là cùng nhau thành Phật. Sớm thành hay muộn thành, máy tính computer cũng tính không ra. Hỏi: thỉnh hỏi Hòa Thượng, chúng con làm sao siêu độ tổ tiên mới đúng pháp? Có phải là nên bao gồm luôn cả các quyến thuộc của họ từ lịch kiếp hay không? Hoặc là các âm linh ở tại nhà mình như tổ địa thổ, có phải là cũng nên siêu độ cho họ luôn? Đáp: thật ra siêu độ cha mẹ tổ tiên là do ở tự tâm hiếu thảo, đó là siêu độ. Không cần phải đốt vàng mã cho họ, cũng không phải tốn nhiều tiền, không cần phải làm các việc gì khác. Trong Phật giáo, đương nhiên việc tụng kinh là một phần của các phương pháp siêu độ. Nhưng chân chánh siêu độ tổ tiên chính là không phát sân giận. Không nên nghe theo một số người vô tri cho rằng chưa chết mà đã muốn gửi bao nhiêu tiền vô trương mục ngân hàng ở âm ty, đợi đến chết rồi mới xuống đó mà lãnh xài. Đó là vô tri đến cực điểm. Con người vốn không nên có những tri kiến như thế. Nếu có thì y đã thành quỷ rồi. Hòa Thượng hỏi: chúng ta phải làm thế nào mới có thể hoằng dương Phật Pháp ở nước Mỹ? Đệ tử: tiêu diệt tham sân si, cần tu giới định huệ. Nói chung chung quá, hãy nói chi tiết hơn một chút. Đệ tử: không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối. Đúng rồi, chính là như vậy. Hỏi: tiêu rồi, người đó đã bỏ đi rồi, sau này ai sẽ đến thông dịch đây? Đáp: không có việc gì mà bắt buộc là ai đó phải làm mới được, và cũng không có việc gì mà chỉ phải có người đó làm mới được thôi. Hỏi: chúng con có thể nào thỉnh sư phụ thường tới Đài Loan hoằng pháp hay không? Bởi vì Đài Loan có quá nhiều yêu ma quỷ quái. Đáp: tôi muốn thường về Trung Quốc, chứ không muốn đến Đài Loan. Hòa Thượng hỏi: quý vị nói đi, viết trên bảng đen nên dùng phấn trắng hay phấn đen? Đệ tử: thư dùng phấn trắng. Vậy dùng cây phấn trắng lớn hay nhỏ mới được? Đệ tử: thư dùng cỡ vừa vừa. Còn có ai nói như vậy không? Tại sao quý vị phải dùng cỡ vừa vừa? Nói đi. Đệ tử: thư lớn quá thì dễ bị gãy, nhỏ quá thì không dễ cầm, vừa vừa mới có thể viết được. Quý vị thấy, tôi mỗi lần cầm phấn viết thì dùng cây phấn lớn hay nhỏ hay vừa vừa? Đệ tử: thư dùng phấn nhỏ. Vậy nhất định là tôi viết không đẹp rồi phải không? Đệ tử: thư không phải, chỉ là vì sư phụ muốn tiết kiệm thôi. Vậy là sao? Là nên trân quý nó, có thể dùng được thì chúng ta dùng nó, không dùng được thì mới không dùng, đừng có phung phí đồ vật. Hỏi: cư sĩ tại gia là phải tu lục độ sao? Hay là nó có sự tu tuần tự nhất định nào không? Ví dụ như việc ngồi thiền, có phải là nên tu đến một trình độ khá cao rồi mới có thể tu thiền định? Đáp: pháp thì bình đẳng, không có cao thấp. Đừng phân biệt đây là cảnh giới cao, kia là cảnh giới thấp. Đừng có ở đó mà phân biệt môn phái, đến cảnh giới nào thì làm như thế đó. Không nhất định là người nào đó nhất định phải làm cái gì đó. Không có trước sau, không có khinh trọng, mà đều là quan trọng như nhau. Hỏi: thưa sư phụ, ngài nói từ lúc 12 tuổi, ngài đã bắt đầu lễ lại hết thảy chúng sanh. Đó có phải là nguyện lực của ngài khi xưa, cho nên ngài mới trở lại kiếp này không? Đáp: điều này tôi không thể chứng thật được, nên tôi cũng không thể trả lời câu hỏi đó của con. Hỏi: thiên tai như bão táp, động đất hoặc chiến tranh là cộng nghiệp của chúng sanh ở nơi đó phát sanh. Bởi vì mỗi người họ cùng chung làm những cộng việc nên đã tích tập, chồng chất trong quá khứ với nhau. Cho nên tương lai họ lại phải nhận chịu quả báo tập thể như thế. Sư phụ dùng nguyện lực bằng phương thức khẩn cầu khiến cho nghiệp lực của chúng sanh giảm bớt ít đi. Vậy, phần gánh vác này nếu nói theo quan niệm nhân quả
không giảm đổi thì nó sẽ chuyển đến thân người nào? Thưa sư phụ, vậy nguyện lực hay sự cầu nguyện của sư phụ là nguyện lực của ai và khẩn cầu ai, hay là nguyện lực của riêng ngài? Đáp: là tôi cầu xin mười phương chư Phật Bồ Tát cải biến các sự tình đó. Tuy nói là định nghiệp không thể chuyển đổi, nhưng định nghiệp là gì? Định nghiệp cũng không có tiêu chuẩn nhất định. Con người chúng ta chỉ có thể nói như: à, định nghiệp này không thể chuyển đổi được đâu. Nhưng làm sao biết chắc đó là định nghiệp? Làm sao biết được người này có thể giết người nên phải có người khuyên can y mới không giết người hả? Làm sao biết được hai nước đó sẽ đánh nhau nên cần có người ở giữa hòa giải một chút thì họ mới không đánh nhau? Làm sao biết trong thân quý vị có ung nhọt, phải có bác sĩ lấy thuốc giải độc mới không nguy hiểm đến tính mạng mình đây? Nếu được như vậy thì đây cũng như thế thôi. Còn nếu không được vậy thì mỗi người chúng ta khi bị bệnh, mình đâu cần phải đi tìm bác sĩ để chữa trị. Tính chúng, nếu như mỗi người đều có nguyện lực như vậy, chẳng lẽ là không cần phải làm phiền đến sư phụ nữa rồi sao? Đáp: đúng đó, vậy tại sao quý vị không có nguyện lực như vậy hả? Tính chúng con cần phải làm như vậy sao? Đáp: quý vị cần làm như vậy thì trời đất sẽ có thêm một chút chánh khí, thêm một chút khí thiện lành nữa. Tín chúng, xin sư phụ châm thêm xăng dầu cho chúng con. Đáp: xăng dầu thì bất kỳ lúc nào, ở đâu, quý vị không cần bỏ tiền ra mà cũng vẫn mua được hết. Hỏi: sức mạnh của sư phụ to lớn như thế, vậy ngài có thể nào phát nguyện cho quốc gia chúng con? Đương nhiên là ám chỉ cho nước Trung Quốc, bởi vì Đài Loan đã rất giàu rồi. Nhưng ở Trung Quốc có rất nhiều đồng bào vẫn đang chịu khổ, xin ngài khiến cho họ cũng trở nên giàu có được không? Đáp: chịu khổ đủ rồi thì sẽ không còn khổ nữa. Khổ tận cam lai, tức là hết khổ đến sướng. Thọ khổ sẽ hết khổ, hưởng phước thì hết phước. Triết học của tôi là như vậy đây. Vật cực tất phản, bĩ cực thái lai, tức là cái gì lên đến cực điểm rồi sẽ chuyển hướng ngược lại. Vận xấu hết thì vận tốt sẽ đến. Không có sao đâu, mọi người mà ưng chịu đựng thì sẽ hết thôi. Thọ nhận hết rồi thì không còn khổ nữa. Đừng có lo âu, đừng lo những chuyện vớ vẩn, hãy ráng học tập cho đàng hoàng đi. Hỏi: Phật Bồ Tát hóa thân trăm nghìn ức, vậy chúng con có cần phải quán tưởng các ngài không? Đáp: khi nào quý vị tu đến trình độ đó thì tự nhiên quý vị sẽ hóa thân thành trăm nghìn ức, chứ không cần phải quán tưởng. Hỏi: thưa sư phụ, tại sao ngài không có thị giả? Đáp: thật ra thì tôi bất đắc dĩ nên đành phải vậy thôi. Vì nếu thị giả của tôi là người Hoa thì đệ tử người Mỹ của tôi sẽ không vui. Còn nếu thị giả là người Mỹ thì đệ tử người Hoa của tôi cũng sẽ không vui. Nếu như thị giả là người Nam thì đệ tử người Nữ của tôi sẽ không vui. Còn thị giả là người Nữ thì đệ tử người Nam của tôi cũng sẽ không vui. Nếu thị giả của tôi là người trẻ tuổi thì đệ tử lớn tuổi sẽ không được vui. Hòa thượng hỏi: con có biết vì sao con bị gù lưng không? Đệ tử: dạ không biết. Bởi vì con cả ngày lo vọng tưởng, cứ nghĩ là người khác có các phản ứng đối với mỗi hành động việc làm của mình. Tại Đài Loan có một vị đại pháp sư lần đầu tiên tới gặp hòa thượng, trong lòng đang do dự và có chút khẩn trương hồi hộp, không biết nên nói gì mới là đúng cách. Đâu ngờ rằng hòa thượng vừa nhìn thấy vị pháp sư đó thì hòa thượng liền đảnh lễ ngay. Hỏi: tại sao lúc đứng ở chánh điện thì không được để khoảng trống? Đáp: người đến trước nên đứng hàng trên, không nên để chỗ trống. Quý vị mà không đứng theo quy củ lề lối, tương lai sẽ bị quả báo đấy. Hòa thượng: người đó đang mặc y cà sa, mà là y cà sa gì thế? Đệ tử: xin báo cáo với hòa thượng, đó không phải là y cà sa, mà là tấm khăn tròn lớn. Hòa thượng: nói cho y biết là không được trùm quấn đầu cổ như thế. Hỏi: đồng tính luyến ái có thể bị bệnh S, bởi vì đồng tính tương khắc nhau. Đồng tính tương khắc làm hại nhau, vậy rốt cuộc là khắc như thế nào? Đáp: nguyên tố cơ bản trong chất tinh dịch của người nam vốn thuộc dương tính. Nếu nguyên tố tinh dịch này vào thân người nữ thì âm dương trung hòa. Còn như chất tinh dịch này vào thân người nam thì biến thành một chất độc dược cực độc. Hỏi:
ngài thuộc tông phái nào? Đáp, là tông một ngày ăn một bữa. Hỏi, nếu những người làm việc trong nhà bếp nói chuyện thị phi thì làm sao đây? Đáp, thì mọi người sẽ ăn bữa cơm thị phi đó. Hỏi, a, trong tay sư phụ có con mắt? Đáp, không những chỉ ở tay có mắt mà ở mỗi lỗ chân lông cũng đều có cả. Hỏi, có phải ngồi thiền là vận dụng khí công hay không? Đáp, khí thì không có công. Hỏi, vậy tại sao trong sách nói có khí công? Hòa thượng, sách thì nói hồ đồ nuốt chửng hết cả vào trong đó mà, họ vốn là không có hiểu, nên ngay cả cái danh từ khí công mà cũng nói sai, thiệt tình thì gọi cái tên đó không phù hợp chút nào. Vì khí thì không có công, nên không thể gọi là khí công. Vậy gọi là công gì đây? Gọi là yêu công, giống như yêu quái, hay gọi là ma công, là tẩu hỏa nhập ma rồi đó. Có quỷ công tới rồi, bèn rung lập cập. Nghiêm Tân, một thầy khí công nổi tiếng ở Trung Quốc, cũng đã nói, đó gọi là tự phát công. Một số người trong các vị cũng không biết là gì, vốn chẳng biết nó là chuyện gì nữa. Khi vung tay lạy bẫy là quỷ đã bám nhập vào thân mình rồi. Vì không có định lực cho nên nó cứ ở trên người mình mà rung lạy bẫy như vậy đó. Có số người cho rằng đó là nội công, nhưng thật ra họ vốn không hiểu gì cả, lại còn nói là ứng nghiệm quá, đó gọi là thần công đấy. Thần công là gì? Thần công thì không có chuyện rung lạy bẫy như thế đâu, bởi vì thần có chút định lực, hệ khí định thì thần an. Đây giống như khi quý vị đưa tay ra, đó không phải là khí bảo quý vị đưa tay ra, mà đó là bên trong tâm thần quý vị muốn đưa tay, cho nên mới đưa tay ra. Vì Trung Quốc không cho phép nói thần, nói quỷ, nói yêu quái, rồi chính bản thân họ cũng không biết họ là loại thần, quỷ, yêu, ma, ngư quỷ hay xà thần gì cả, cho nên cứ hồ đồ nói đại là khí công. Khí thì không có tri giác, nó cũng không thể làm gì, thì làm sao có công cho được. Hễ mà nó xuất ra là tan biến ngay. Vì vậy, có một số người quen rồi nên không thấy, cứ nói khí công, khí công, khí công. Đợi đến lúc khí chết rồi mà họ vẫn còn ở đó công nữa chứ. Hỏi, nhưng sao ở Đài Loan có khí công? Hòa thượng, đều là mấy thứ vô tri, ngay cả danh từ mà họ cũng không rõ. Hỏi, ngài là đại sư phụ, vậy ngài có phương pháp gì để sửa đổi nó không? Hòa thượng, quỷ đó mà thấy tôi là chúng chạy mất rồi. Hỏi, ở Trung Quốc, mọi người đều công nhận ông Nghiêm Tân là đại sư đệ nhất khí công, lại còn có những vị có công phu cao cường hơn vẫn chưa xuất hiện. Hòa thượng, ông ấy nói sư phụ của ổng mấy nghìn tuổi, còn tôi nói là đệ tử của tôi mấy nghìn tuổi là thật đấy. Hỏi, chính bản thân vị đại sư khí công đó vốn là ăn chay, vậy có kể là người tu hành hay không? Hòa thượng, là ông ta ăn cái thuật đồng cốt đấy. Hỏi, nhưng sao ở Đài Loan có khí công? Hòa thượng, đều là mấy thứ vô tri, ngay cả danh từ mà họ cũng không rõ. Hỏi, ngài là đại sư phụ, vậy ngài có phương pháp gì để sửa đổi nó không? Hòa thượng, quỷ đó mà thấy tôi là chúng chạy mất rồi. Hỏi, ở Trung Quốc, mọi người đều công nhận ông Nghiêm Tân là đại sư đệ nhất khí công, lại còn có những vị có công phu cao cường hơn vẫn chưa xuất hiện. Hòa thượng, ông ấy nói sư phụ của ông mấy nghìn tuổi, còn tôi nói là đệ tử của tôi mấy nghìn tuổi là thật đấy. Hỏi, chính bản thân vị đại sư khí công đó vốn là ăn chay, vậy có kể là người tu hành hay không? Hòa thượng, là ông ta ăn cái thuật đồng cốt đấy. Hỏi, xin hỏi,
Sư phụ có dạy những người mà không phải là đệ tử của Ngài một phương pháp tĩnh tọa như pháp phương tiện gì không? Đáp, chú muốn học cái này thì trước tiên là phải cắt bỏ ái dục, sau đó mới tập luyện cách ngồi kiết già. Hỏi, tu thiền thì rất dễ bị ma nhập, còn tu tịnh độ tuy vẫn nhưng rất chậm. Vậy rốt cuộc là tu thiền tốt hay tu tịnh độ tốt? Đáp, tịnh độ và thiền tông là hai pháp môn, nhưng cuối cùng tu thành rồi thì đều giống như nhau cả. Các pháp đều bình đẳng, không có cao thấp. Hỏi, người tại gia có cần tụng tỳ ni nhật dụng không? Đáp, người xuất gia nhất định phải thuộc lòng tỳ ni nhật dụng, còn người tại gia tụng hay không tụng gì cũng được. Hỏi, trong kinh Kim Cang có nói, tất cả hiền thánh đều dùng pháp vô vi mà có sai biệt, vậy là nghĩa gì? Đáp, vô vi tức là ngủ nghỉ, mà có sai biệt là ăn cơm, nghĩa là ăn cơm ngủ nghỉ, ngủ nghỉ ăn cơm, ngoài ra không cần làm gì khác. Quý vị nói đi, nó có kỳ diệu lắm không? Tất cả hiền thánh là bao gồm tất cả chư Phật, tất cả Bồ Tát bên trong. Sao gọi là vô vi? Là bảo quý vị đừng làm các việc phạm giới, mà vô bất vi là không có những chuyện không hợp với giới luật mà mình phải làm. Tức là phàm các sự việc không phù hợp với giới luật thì không nên làm. Sai biệt là đem các việc hợp giới luật và không phù hợp với giới luật lại để nói. Đó là nói với các vị sơ học mới bắt đầu. Hỏi, Vương Hiếu Tử tu thân kim cang bất hoại là tu như thế nào? Hòa thượng, từ từ mà tu, chứ không phải như người mù chữ mà lại muốn làm trạng nguyên. Hỏi, Phật dạy tỳ kheo đầu hôm kinh hành ngồi thiền, giữa đêm nghỉ ngơi, cuối đêm kinh hành ngồi thiền, những lúc đó là giờ giấc như thế nào? Đáp, trời bắt đầu tối, từ 6 giờ đến 10 giờ là đầu hôm, từ 10 giờ đến 2 giờ là giữa đêm, từ 2 giờ đến 6 giờ là cuối đêm. Hỏi, tại sao mỗi ngày chúng ta phải trì chú? Hòa thượng, sức mạnh của việc trì chú rất lớn, là có thể phát sanh một loại sức mạnh tam muội không thể nghĩ bàn. Tất cả sự việc đều có thể biến hóa, hóa hung ác thành ra kiết tường, hóa nguy hiểm thành ra bình an. Cho nên chúng ta phải chuyên tâm nhất ý khi trì tụng chú Lăng Nghiêm, chứ không nên qua một thời gian lâu rồi thì mình trở nên lười biếng, không có còn hứng thú với chú Lăng Nghiêm nữa. Đây không phải nói là quý vị mới niệm thì sẽ thấy có công hiệu gì đó, mà dù thấy có công hiệu hay không công hiệu gì đi nữa, quý vị cũng phải mỗi ngày thọ trì đọc tụng, tức là thường ngày phải tu mới có một lúc được thành công. Nếu bình thường quý vị không tu thì sẽ không có cảm ứng. Nếu bình thường mà tu các pháp, tức là mỗi lời nói, mỗi việc làm, nhất cử nhất động của mình sẽ có 84.000 Kim Cang Tạng Bồ Tát tới ủng hộ chúng ta. Đó tức là phải do ngày dài công thâm, chứ không phải một sớm một chiều mà thành tựu mà được cảm ứng. Hỏi, tại sao chúng ta phải trồng rau cải? Đáp, vì không muốn ỷ lại vào sự bố thí cúng dường của người bên ngoài, tự mình tự canh tác và tự túc, chúng ta hướng về con đường này mà đi. Rau cải do mình trồng sẽ có hương vị đặc biệt hơn. Hãy nên lợi dụng sản nghiệp mà tôi mua đây để trồng căn rễ Phật giáo xuống đáy. Hỏi, tại sao bây giờ chúng con chịu nhiều sự khổ sở vậy? Đáp, vì khi xưa không tu đủ thiện căn, cho nên lúc nào cũng có thể phát sanh ra rất nhiều nghịch cảnh và biết bao sự việc không như ý mình. Trẻ em hỏi, con có thể ở nhà chơi game, dạo chơi thiên đàng được không? Hòa thượng, con mà thuộc lòng được chú Lăng Nghiêm thì mẹ con mới cho con chơi. Hỏi, tại sao phải có quy củ nề nếp? Đáp, bởi vì con không theo quy củ nên mới có quy củ. Con mà tuân theo quy luật nề nếp rồi thì con sẽ không cần đến nó nữa. Cho nên nói, không quy củ thì không thể vuông tròn hoàn mỹ. Nếu không theo quy củ nề nếp thì làm sao có trí huệ, làm sao có thể khai ngộ cho được. Hỏi, sao là Bồ Đề? Đáp,
Bồ đề là bất đề, tức là không nhấc lên mà phải buông xuống, là bao gồm cả tài, sắc, danh, thực, thùy. Hỏi, sao gọi là chú văn? Đáp, chú văn là lời lẽ của bài chú, tức là không nói lời dối láo. Nếu chúng ta có thể không nói láo, thì những lời lẽ mình nói ra đều là chú văn, đều có cảm ứng, tất cả quỷ thần đều y giáo phụng hành. Nếu có thể y giáo phụng hành thì tức là chú, tức là chân ngôn. Chân ngôn tức là không nói lời giả dối. Hỏi, con từng nghe rằng lão luyện tu hành là đói thì ăn cơm, mệt thì đi ngủ. Như vậy, đối với người phàm thì có gì không giống nhau? Đáp, khi công phu đến mức rồi thì nhậm vận thiên chân, tức là mặc tình mà hồn nhiên. Có một vị khách đạo Thiên Chúa, lần đầu cung kính bước vào chánh điện nên không biết làm thế nào. Bỗng nhiên hòa thượng xuất hiện với lời nói rất hiền hòa. Hãy xem đây như là nhà của mình, cứ tự nhiên thoải mái, đừng có ái ngại chi. Lúc đó trong tâm vị khách như vừa mới trút xuống một tảng đá to. Đệ tử, họ nói sư phụ rất dữ dằn và hay la mắng người ta. Hòa thượng, tôi không những mắng người, mà còn đánh người nữa đó. Hỏi, Phật là gì? Đáp, cái gì cũng không có. Có một đệ tử hỏi câu không đáng hỏi, hòa thượng bèn nói, a da, con đã lãng phí quá nhiều xăng dầu của con rồi đó. Các vị tín chúng vào chánh điện thắp nhang, từng bó to tướng, hòa thượng bèn nói, quý vị xem đó, mấy tượng Phật đã bị khói xong đen thui hết, mấy ông Phật đã bị khói làm sặc sụa hết cả rồi. Đáng lẽ đây là nơi tịnh độ, nhưng hiện nay đều đã bị ô nhiễm, thành chỗ nhơ uế hết trơn. Đó đều là do những người vô minh và tham lam tạo nên. Đệ tử, lời sư phụ nói ra thì có nhiều người không vui, nhưng cũng có rất nhiều người vui lắm. Hòa thượng, mục đích của tôi không phải là muốn nói cho người ta vui hay không vui. Tôi chỉ nói lời chân thật, những lời phù hợp với chân lý. Tôi vốn xưa nay chỉ biết làm như thế thôi. Hỏi, chúng con có thể bán một mớ đồ trong chùa, rồi lấy tiền mở lớp học chủ nhật cho trường tiểu học của chùa được không? Đáp, không được làm chuyện buôn bán ở trong chùa. Hỏi, Canada cũng có Vạn Phật Thành nữa à, mà ở đâu vậy? Đáp, ở tại Golden. Nơi đó trong tương lai có thể sẽ xây dựng thành làng Phật giáo. Bên trong có chùa, trường học, viện dưỡng lão. Lại còn có các cơ sở tạo cơ hội cho người tại gia có việc làm và sự nghiệp để về định cư ở đó. Quý vị sau này mà về hưu thì có thể tới đó để lập nên làng Phật giáo. Đệ tử, trên lầu cao của nhà thương ở Vạn Phật Thành có nhiều chỗ bị dột. Nếu lợp mới lại toàn bộ thì phải tốn khoảng vài chục nghìn đồng lận. Hòa thượng, mắc quá đi, cứ tu bổ lại là được rồi. Hỏi, đệ tử muốn cúng dường một tượng Phật lớn vào Đại Hùng Bảo Điện có được không? Hòa thượng, được chớ, nhưng phải mau lên đi, nếu không thì chẳng còn nữa đó. Vị đệ tử không biết tại sao mình phải gấp như vậy, bởi Đại Hùng Bảo Điện còn chưa cất xong mà. Chẳng lẽ mình bị người khác giành cúng trước hay sao? Chắc không phải vậy đâu. Hay là mình cứ mang số tiền đó đi đầu tư lấy lời, qua 2 năm sau sẽ kiếm được một mớ tiền, rồi sẽ cúng luôn 2 tượng Phật lớn. Như vậy không phải là tốt hơn sao? Nhưng rốt cuộc tiền đầu tư không đầy 1 năm thì vốn luyến đều tiêu hết, vì bị bạn bè hùng vốn chung lừa gạt. Lúc đó ông ta mới hốt nhiên đại ngộ, hóa ra hòa thượng đã nói là chẳng còn nữa, tức ám chỉ rằng ông ta sẽ không còn tiền nữa đấy. Có một đệ tử kể cho hòa thượng nghe về chức vụ việc làm hiện thời của anh ta. Hòa thượng, con không nên đem quyền thế ra để ép bức người, mà phải lấy thân mình ra làm gương để cảm hóa người ta. Hòa thượng hỏi, má vợ của con có chuyện rồi phải không? Đệ tử, bà ấy muốn đi mua một đôi giày vừa chân, nhưng con chưa có thì giờ để đưa bà ta đi. Hòa thượng, tại sao không mau mau đưa bà đi mua đi? Đệ tử, tại vì ở chùa có nhiều việc nên con bận rộn lắm. Hòa thượng, con không được như vậy,
con phải lo việc cho bà má vợ trước hơn hết, rồi sau mới giúp cho chuyện ở chùa, con không được làm cho bà ta phiền não. Lần đầu đệ tử đến thăm viếng Vạn Phật Thành và tiếp nhận một cú điện thoại của sư phụ ngay nơi văn phòng. Sư phụ bắt đầu bằng câu nói: "Nội bộ ở Vạn Phật Thành chúng tôi đều là tiểu nhân cả." Nghe vậy, đệ tử cứng miệng, không nói được lời nào. 10 năm sau, đệ tử mới hiểu ra là lúc đó vì mình còn trẻ nên khí huyết cường thịnh, ngã mạn đắc ý không thể tưởng, cho nên hòa thượng mới nói chúng tôi đều là tiểu nhân, nhằm để chỉ rõ cái ngã chấp của đệ tử. Hỏi: "Chỉ có một số thầy cô dạy học thiện nguyện nên không thể làm hết các việc trong trường học, vậy chúng ta có thể nào bỏ tiền ra để mướn người tới giúp được không?" Đáp: "Được chứ, nhưng các thầy cô làm thiện nguyện vẫn là sếp, còn những người lãnh lương thì phải nghe lời các thầy cô đó mới được. Hiện nay đệ tử đang học khóa sư phạm ở trường đại học, trong tương lai khi học xong thì còn sẽ được bằng cấp dạy bậc trung học." Hòa thượng: "Đức hạnh của con mới đáng là bằng cấp dạy học của con tuyệt đối không được làm mấy chuyện đồng tính luyến ái nhé." Năm 1985, Hòa thượng huấn luyện chúng đệ tử lên tòa giảng kinh thuyết pháp. Chỉ đến lúc sau cuối, Hòa thượng mới nói lời bình giảng. Có một vị đệ tử mới tới, trong tâm nghĩ thầm: "Mình từ Đài Loan nghìn dặm xa xôi đến Vạn Phật Thành chỉ là vì mong được nghe Hòa thượng giảng kinh thuyết pháp. Nhưng bây giờ Hòa thượng lại không giảng rồi, thiệt là không cam tâm chút nào." Lúc đó đột nhiên, Hòa thượng từ trên pháp tòa bước xuống và đi tới ngay bên vị đệ tử đó rồi nói: "Ai bảo con không tới sớm hơn một chút hả?" Hỏi: "Tu hành theo pháp môn Mật Tông là nên tu như thế nào?" Đáp: "Lục Tổ Đại Sư có nói, giữ nhữ thuyết giả, tức phi mật giả, nhữ nhược phản chiếu, mật tại nhữ biên." Nghĩa là, hễ mà nói ra thì không còn bí mật nữa, nếu biết phản chiếu lại thì mật ở ngay trong bên mình. Bí mật ở bên trong quý vị, nếu nói cho quý vị biết thì không phải là bí mật nữa. Tôi nói cho quý vị nghe nè, người Tây Phương thường phạm phải cái tật này, hễ nghe nói tới mật tông, mật, 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 rồi tưởng rằng bí mật đó là hay dữ lắm vì chẳng có ai biết cả. Nhưng trên thực tế, đó là sai lầm rồi. Hỏi: "Con đã quy y Tam Bảo, bình thường cũng rất chuyên cần, quyết chí niệm Phật. Nhưng tại sao bây giờ thân con vẫn bị bệnh khổ vây quanh?" Đáp: "Người quy y Tam Bảo thì cũng phải chết như ai thôi." Hỏi: "Tuần sau có cuộc đấu giá miếng đất ở dưới núi gần bờ biển, chúng ta nên đặt giá tiền bao nhiêu?" Hòa thượng: "Cứ đạt 830.000 là được rồi." Sau đó ông quản lý đề nghị nên chỉ viết là 750.000 thôi, bởi vì ông nghĩ sau khi viết phiếu thì vẫn có thể thương lượng giá cả. Hòa thượng cũng chẳng nói gì. Kết quả khai phiếu, phiếu được thắng là 830.000. Khi cử hành Đại Pháp Hội Thủy Lục Không, Hòa thượng đã thỉnh rất nhiều vị trưởng lão Pháp Sư từ Đại Lục Trung Quốc tới. Có một ngày nọ, Hòa thượng bèn đến xem tình huống chỗ cư trú của các vị này. Hòa thượng: "Dạ, ở đây có quen không vậy?" Pháp sư Đại Lục: "Lão sư phụ ơi, tôi đến đây ở, mỗi đêm tôi đều thành Nguyên Bảo cả. Vì giường quá mềm mại, Nguyên Bảo là thỏi vàng có hình cong như cái võng." Hòa thượng: "Chao ôi, đã để cho quý ngài phải chịu đựng như vậy, ở nước Mỹ này, làm Phật sự thì mỗi một sự việc gì cũng rất khó khăn, thật là xin lỗi quý ngài." Sau đó vị Pháp sư này đã nói lại với đệ tử mình rằng: "Hòa thượng đến Hoa Kỳ hoằng pháp, lập chùa, thật là trăm đắng nghìn cay, thật là phi thường hết sức." Hỏi: "Nếu như người đã thuộc về một tôn giáo truyền thống nào khác, vậy người này có thể quy y để tăng cường thêm thiện căn của mình được không?" Đáp: "Nếu tôi nói là sẽ được mạnh thêm lên thì thành như là có một thứ dụ dỗ, cho nên tôi không trả lời vấn đề này." Vạn Phật Thành vào thuở ban đầu, các tu sĩ thay phiên nhau đi hái rau dại về ăn,
Một ngày nọ, đến phiên vị sư mới xuất gia đi hái rau. Thầy hái đầy một thau rau dại, trong tâm rất vui mừng, nghĩ rằng hôm nay mọi người sẽ được một bữa no nê. Đâu ngờ khi bỏ rau vào nồi nấu một lúc thì rau sọp lại chỉ còn có một dĩa nhỏ thôi. Cầm lòng không nổi nên thầy đã khóc òa và nói: "Sư phụ ơi, xin mau mau đến đây, mớ rau này sao lại biến ra còn có chút hà, vậy sao đủ cho mọi người ăn đây? Tiêu rồi, hôm nay mọi người phải chịu nhịn đói thôi." Hỏi: "Tại sao mỗi lần đi San Francisco, sư phụ đều hỏi là có ai muốn đi quá giang hay không vậy?" Hòa thượng: "Hả, con mà cũng không biết à. Hễ có ba người trở lên ngồi xe chung thì khỏi phải trả tiền khi qua cầu Golden Gate. Vậy mình có thể tiết kiệm được một đồng đó. Nếu như trong một năm chúng ta đi 100 lần thì có thể tiết kiệm được 100 đồng. Con hiểu rồi chứ?" Năm 1985, Vạn Phật Thành thành lập nên trung tâm tị nạn tiếp tế cho dân tị nạn Á Đông ở bán đảo Trung Nam. Lúc đó có nhiều trẻ em trong trại, không có gì để ăn, nhưng khi đến Vạn Phật Thành, thấy có nhiều thức ăn nên chúng bắt đầu phung phí. Và lúc ăn cơm thì bỏ thức ăn rơi rớt xuống đầy đất. Có một lần chúng bị hòa thượng bắt gặp. Ngài liền đi qua lượm các thức ăn rơi vãi dưới đất lên ăn, mà cũng không nói một lời nào hết. Từ ngày đó trở đi, các em nhỏ cũng không còn đổ bỏ thức ăn bừa bãi như thế nữa. Năm 1976, lúc hòa thượng vừa mới mua Vạn Phật Thành, đệ tử: "Công ty khoan nước giếng tới rồi, mình có cần bảo họ bắt đầu khoan ở chỗ nào không?" Hòa thượng đi đến miếng đất trống phía đông của viện hỷ xã Chai Tri Hách. Tiểu bang Cali lúc bấy giờ bị khô hạn, lại đang giữa trưa, mùa hè nắng gắt, mặt trời chiếu nóng không thể xiết. Bỗng nhiên trên trời có một đám mây kéo tới và bay theo hòa thượng đến khu đất trống đó. Mọi người liền cảm thấy mát mẻ vô cùng. Hòa thượng liền đưa tay chỉ xuống đất nói: "Khoan ở đây nè." Hòa thượng: "Vài ngày nữa nếu rảnh, các vị hãy nên đốn cây cổ thụ ở phía đông của nhà khách nhen." Chúng đệ tử cảm thấy cây cổ thụ đó còn đang tươi tốt, lại không có bệnh gì, cho nên họ không đốn nó. Qua mấy ngày sau, cây cổ thụ đó bỗng nhiên tự ngã xuống, phát ra một tiếng ầm và đè nát cả mái nóc của nhà khách. Hỏi: "Từ lúc con quyết định muốn dọn đến Vạn Phật Thành để làm công quả, nhưng thầy giáo con có giới thiệu cho một việc làm, một năm lãnh 60.000 đồng, công ty còn cho thêm huê hồng cổ phần nữa. Vậy rốt cuộc là con có nên nhận việc làm này không?" Đáp: "Nếu muốn kiếm tiền thì cứ đi đi." Đệ tử nghĩ lại liền sực tỉnh ra: "Đúng rồi, kiếm tiền để làm gì chứ, đâu có bằng mình đi làm công quả." Thế là ông vẫn quyết định dọn vào Vạn Phật Thành. Hòa thượng dùng ngọ tại trai đường ở chùa Kim Sơn, có một số đệ tử hăm hở đem đến nhiều thực phẩm bổ dưỡng quý giá với hy vọng là hòa thượng sẽ dùng đến. Đâu ngờ hòa thượng đã không đụng đến một món ăn nào cả. Sau đó có một em nhỏ đem đến cho hòa thượng một trái táo. Hòa thượng: "Táo này là của con hả?" Đứa bé: "Dạ phải." Bữa cơm đó hòa thượng chỉ ăn có trái táo ấy thôi. Chị đệ tử lần đầu đến Vạn Phật Thành và gặp được hòa thượng. Hòa thượng: "Vu Bân là bạn tốt của tôi đấy." Đệ tử không hiểu sao đột nhiên hòa thượng lại nhắc đến giáo chủ Vu Bân với người chị của mình. Sau khi hòa thượng đi rồi, người chị bèn nói: "Kỳ thiệt, 30 năm về trước, sau khi chị tốt nghiệp ở trường đệ nhất nữ trung học ở Đài Bắc, Bắc nhất nữ trung, thì lãnh được học bổng của ngài Vu Bân nên mới được du học đến trường Đại học Hoa Kỳ đây. Việc này ngay cả em còn không biết, vậy sao hòa thượng lại biết chớ?" Hỏi: "Kỳ quái, tại sao các ống nước nhiều nơi ở Vạn Phật Thành đều bị bể và còn phun nước ra rất cao?" Hòa thượng: "Ai bảo quý vị hay nổi nóng chi?" Hòa thượng: "Ngày mai con đi xem đất nhé." Đệ tử: "Nếu xem đất thì
thì con nên xem những gì? Hòa thượng, nơi có núi, có nước, có cây lớn, cây thì nên như cây tùng, cây bách, cây không bị rụng lá thì mới có thể trở thành vật liệu hữu dụng. Cây mà rụng lá thì vô dụng, không thể thành vật liệu được. Ở trong vạn vật thành, chúng ta sẽ từ từ biến đổi là trồng một số cây tùng bách để thế cho các cây bị rụng lá. Hòa thượng, viện dịch kinh ở Burlingame nên xây thêm phần nhà bếp. Đệ tử, chúng con phải nên làm sao để xây thêm nhà bếp và xây ở đâu? Hòa thượng, ngay dưới lầu, khoảng đất trống ở giữa vách tường rào và nhà, mình lợp thêm mái nóc ở trên là được rồi. Nhà hàng Quân Khang, Trinh Khang, ở Vạn Phật Thành nên dời về phía trước của văn phòng tiếp khách. Đệ tử, vậy nhà bếp nên đặt ở nơi nào? Hòa thượng, chỗ đất trống phía sau văn phòng, mình che thêm mái nhà là được rồi. Đệ tử nghĩ lại liền sực tỉnh ra, mình sao ngu thế, cách thức đơn giản ngay đó mà cũng nghĩ không ra. Ngũ quán đường, nhà ăn của Vạn Phật, chánh điện ở chùa Long Beach, trường đề không phải là cũng đều xây theo kiểu như vậy hay sao? Lợi dụng ba bức tường đã sẵn có, mình che lên thêm mái nhà và lại dựng thêm một bức tường nữa là được rồi. Vừa tiết kiệm tiền, lại vừa tiện dụng nữa. Hỏi, đệ tử muốn cả nhà con dời đến Vạn Phật Thành làm công quả, vậy chừng nào chúng con dọn đến thì mới tốt? Đáp, càng sớm càng tốt. Đệ tử, con nghĩ rằng con của con còn 3 tuần nữa mới nghỉ hè, đợi đến lúc đó đi chắc cũng vừa rồi. Đâu ngờ rằng không đầy một tuần lễ sau, đứa con tan học về, băng qua đường, bị xe tông khiến ngất xỉu, phải đưa đến bệnh viện cấp cứu. Việc này làm cho cả nhà con sợ thất kinh. Cũng may là chúng con, dù bị kinh hoàng nhưng đứa con không có nguy hiểm gì, cho nên đứa nhỏ vừa mới xuất viện là chúng con dọn nhà đi ngay, không dám chần chờ thêm nữa. Đệ tử, nếu sửa tòa nhà có lò sưởi thành điện thờ Địa Tạng thì phải phá bỏ toàn bộ các đường ống dẫn hơi và lò sưởi thành thử nhà thầu họ đòi tới 100.000 đô lận. Hòa thượng, mắc quá, hãy chờ nữa đi. Đệ tử, hôm qua trời đổ mưa lớn, nhiều nóc nhà trong thành đều bị dột. Hòa thượng, ai bảo quý vị có lậu chi? Lậu cũng có nghĩa là dột. Hòa thượng, nếu có thời gian, tụi con hãy đốn cây đại cổ thụ ở phía sau bệnh viện trong Vạn Phật Thành đi. Đệ tử, vâng, chúng con biết rồi. Rốt cuộc vì công việc bận rộn nên họ quên chuyện đốn cây. Cách khoảng một tháng sau, bỗng nhiên mưa gió bão bùng, rồi cây đại thụ ngã nhào xuống và phát ra một tiếng ầm, làm lủng một lỗ lớn trên mái nhà bệnh viện. Cũng may là không ai bị thương hết. Hỏi, tại sao chúng con rất ít khi thấy Hòa Thượng đi xe trong Vạn Phật vậy? Hòa Thượng, vì tôi không muốn không khí trong Vạn Phật Thành bị ô nhiễm. Hỏi, sư phụ, sao ngài không ở trong căn phòng nào ấm hơn và mở máy sưởi lên cho ấm? Hòa Thượng, tôi thích ở trong tủ lạnh mà. Hỏi, con có thể xuất gia không? Hòa Thượng, con cứ ngu ngu là được hà. Hỏi, con gái con sau khi ly dị thì nó cảm thấy đau khổ vô cùng. Hòa thượng, càng khổ càng tốt. Hỏi, từ lúc con gái con ly dị xong, con cũng cảm thấy khổ sở quá. Vậy con phải làm sao đây? Hòa thượng, con phải xem tất cả thiên hạ như là con gái mình thì sẽ không còn cảm thấy khổ nữa. Hỏi, sư phụ, trong tương lai Vạn Phật Thành sẽ có đông người hơn, vậy mình có thể trang bị thêm lò sưởi ga để tiện lợi việc sưởi ấm cho mọi người được không? Hòa thượng, trong Vạn Phật Thành và vườn quả hạch có nhiều cây gỗ, cho nên vào mùa đông có thể đốt gỗ đó lên để sưởi ấm. Ở đó có nhiều gỗ, dùng cũng không hết mà. Vậy sao phải trang bị lò sưởi bằng ga chứ? Hỏi, có người nói, hễ tham thiền thì không cần phải niệm Phật. Niệm Phật là đi thiên lệch một bên, tức là thành ngoại đạo. Bởi vì tức tâm là tịnh độ,
thì tại sao còn phải niệm Phật chi nữa? Nếu họ nói vậy, tức là phản đối thiền tịnh song tu rồi. Hòa thượng, người chân chánh tham thiền tức là người chân chánh niệm Phật. Người chân chánh niệm Phật cũng là người chân chánh tham thiền. Họ nói cái này đúng, cái kia không đúng, đều là vì họ không hiểu rõ việc tham thiền và niệm Phật. Như câu nói, có thiền có tịnh độ, do như hổ mang sừng, hiện đời là thầy người, đời sau làm Phật tổ. Điều này đã nói rất rõ ràng rồi mà. Nếu quý vị có thể chân thật niệm Phật thì cũng sẽ không bị trở ngại khi tham thiền. Trong động niệm Phật, vậy thì trong tỉnh có thể tham thiền. Trong tỉnh niệm Phật thì trong động lại càng có thể tham thiền. Động tỉnh đây là một thôi. Nếu không có động thì sẽ không có tỉnh. Tại sao? Vì thiền và tịnh đây đều là pháp môn do Phật thuyết giảng, đều là hỗ tương không trở ngại nhau. Đây cũng không có cái đúng, cũng chẳng có cái không đúng. Nếu nói cái này đúng, cái kia không đúng, đó tức là phỉ báng Phật, thật là ngu si quá đi. Cho nên tôi nói, cách giảng pháp này của Lục Tổ là Ngài phá cái chấp trước của người ta lúc bấy giờ, nhưng cũng không nói cái này đúng, cái kia không đúng. Nếu quý vị không có chấp trước thì cái nào cũng là đúng cả, còn có chấp trước thì cái nào cũng là không đúng hết. Hỏi, chúng con chỉ niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh có được không? Hòa thượng, niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh còn tốt hơn một chút so với không niệm. Chỉ niệm tên của cuốn kinh này thì không bằng niệm cả lời lễ chánh văn trong cuốn kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hỏi, Ngài từ nơi nào ở Trung Quốc tới đây? Lúc Ngài bắt đầu học tập Phật Pháp là như thế nào? Hòa thượng, chuyện này sợ nói ra cả mấy năm cũng không nói hết. Tôi thích học tập Phật Pháp cho nên mới học tập Phật Pháp, đó là nói đơn giản vậy thôi. Tôi vốn là từ Trung Quốc tới, nhưng tôi nghĩ tôi không phải là người Hoa, cũng không phải là người Mỹ, cũng không phải là người Nhật. Quốc gia nào cũng chẳng muốn tôi cả, bởi vì tôi là người ngu đần nhất thế giới, cho nên họ đều không muốn tôi. Tôi không phải từ trời tới, nên tôi không phải là Giê-xu. Tôi không phải từ thế giới cực lạc đến, cho nên tôi không phải là Phật A-di-đà. Tôi cũng không từ thế giới lưu ly tới, cho nên cũng không là Phật Dược Sư Tiêu Tai Diên Thọ. Hỏi, con rất ngưỡng mộ sâu chuỗi của Hòa Thượng, nó từ đâu đến và có công dụng gì? Hòa Thượng, cái này ư, nó từ trong đất tới đó, nó có công dụng gì à? Thì mang nó trên cổ làm đồ trang sức, lại còn có thể cầm nó trong tay để niệm Phật. Hỏi, Ngài có bao nhiêu vị đệ tử Mỹ xuất gia? Hòa Thượng, tôi không biết, có khoảng 4 hay 50 vị đã hoàn tục rồi, còn hiện tại thì có bao nhiêu người xuất gia hả? Tôi không biết, các vị hãy hỏi họ đi. Hỏi, Ngài ăn một bữa là nhiều chừng bao nhiêu? Hòa Thượng, để coi quý vị hỏi câu này với ai. Nếu hỏi con nít thì tôi ăn rất nhiều, còn như hỏi người lớn thì tôi không nhất định là ăn nhiều hoặc ăn ít hơn một chút so với những người khác. Hòa Thượng bảo người thông dịch, con hãy nói với họ là mỗi ngày tôi ăn bao nhiêu đi. Người thông dịch, căn bản là một bát rau luộc. Hòa Thượng không ăn dầu muối, Ngài chỉ ăn một chén cơm hoặc một cái bánh bao không nhân và vài miếng trái cây. Hòa Thượng, đệ tử của tôi ăn ngày một bữa, vì làm sư phụ nên tôi cũng ăn ngày một bữa với họ. Tôi cảm thấy rất hổ thẹn, cảm thấy có lỗi với đệ tử là ăn như thế. Cho nên có thể là 2 hay 3 ngày tôi mới ăn một bữa cũng không chừng. Hỏi, tại sao chúng ta không quảng cáo trên đài truyền hình, tuyên truyền kêu gọi nhiều người đến chùa thêm một chút? Hòa Thượng, có xạ hương thì tự nhiên thơm, cần chi gió lớn xông tỏa lan. Vì vậy tu hành là phải chân thật, thiệt thà và chú trọng vào đức hạnh. Nếu quý vị không chân thật thực hành thì dù có tuyên truyền đi nữa thì cũng thành ra vô dụng. Hoằng pháp lợi sanh là phải giảng kinh thuyết pháp chứ không phải là để quảng cáo.
Hòa thượng nói qua điện thoại, hôm nay tôi muốn che mặt bằng khăn the đen đến Vạn Phật Thành. Đệ tử, tại sao sư phụ muốn đeo khăn the đi vậy? Hòa thượng, tôi không những chỉ có khăn đen mà còn có khăn vàng, khăn đỏ nữa. Tôi cực khổ trong mấy chục năm, đổ mồ hôi và tâm huyết mới tạo dựng nên gia phong nề nếp. Vậy mà nay lại bị bọn họ thổi tan đi trong vài phút. Tôi đâu có còn mặt mũi nào để nhìn thấy họ nữa chớ. Có một hôm ở chùa Kim Sơn, trong lúc có người đang thỉnh pháp, thì có một vị sa di đi tới đi lui. Sau khi thỉnh pháp xong, hòa thượng, chú đi đâu vậy? Sa di, dạ đi nghe điện thoại. Hòa thượng, có chuyện gì mà quan trọng hơn so với việc thỉnh pháp hả? Khi thỉnh pháp thì ta cần phải hết sức cung kính, thành tâm, thành ý, cầu thỉnh mười phương chư Phật quang lâm. Chú đối với pháp không có một chút tơ hào cung kính, vậy chú làm sao mà tu đạo đây hả? Chú quỳ xuống đó đi, quỳ trước cả đại chúng. Tiếp theo đó, hòa thượng lên lớp, ngài giảng thủy kính hồi thiên lục luôn hơn cả 2 tiếng rưỡi mà vẫn không bảo chú xe di đó đứng lên. Hỏi, thưa, có 2 vị tăng muốn tuyệt thực 180 ngày. Hòa thượng, tốt nhất là dụng công quét sân, chứ không cần phải nhịn đói. Hỏi, người thân của con bị bệnh ung thư bàng quang. Hòa thượng, y đã thay đổi mấy ông chồng rồi hả? Hỏi, khi lên lớp học, người xuất gia đứng lên chắp tay chào vị thầy tại gia, như vậy có đúng pháp không? Hòa thượng, đối với vị thầy có tuổi tác thì không sao, nếu muốn đứng lên thì cứ việc đứng lên, còn nếu không muốn đứng lên thì không đứng lên, ngồi mà chắp tay chào thì cũng được. Hỏi, công việc thì quá bận rộn, mà chuyện gì con cũng không làm được, lại còn bị la mắng nữa, nghiệp lực kéo đến rồi, còn cảm thấy tự mình không qua được cái cửa ải này, nên muốn hoàn tục, thỉnh hòa thượng gia hộ cho con. Hòa thượng, không ai giúp nổi con đâu, quy tắc của người xuất gia là không cầm giữ người muốn hoàn tục, có như thế mà con cũng không chịu nổi thì làm sao tu đạo đây? Hỏi, có vị khách tăng tới ngủ qua đêm, chúng con nên tiếp đãi như thế nào? Hòa thượng, theo quy lệ bình thường của Tùng Lâm ở Trung Quốc, như đối với người ngoài tới, bất kể là vị đó từ đâu đến, bất luận là ai đi nữa, khi mang theo hành lý thì phải để ở ngoài nhà khách, rồi vào hỏi chỗ ở. Dù có bận gì đi nữa, thì nội trong ngày đó cũng phải có 2 người mở các hành lý đó ra để khám xét. Qua ngày thứ 2 thì không được khám xét hành lý nữa. Hành lý của mình mang theo phải để nơi mà mình có thể thấy được để đề phòng chuyện quán âm nghìn tay, tức là tay bơi móc ăn cắp, còn gọi là côn đồ băng đảng ra tay rất mau. Quý vị không có ở Tùng Lâm qua nên không biết đó thôi. Hỏi, đệ tử nguyện trở về Đài Loan để đốt cánh tay và tương lai khi phụ thân chết, con sẽ đốt thân cúng Phật. Đáp, tâm bình thường là đạo, đừng làm kinh hại thế gian, tu hành nếu khẩn cấp thì sẽ căng đức, còn chậm chạp thì sẽ lỏng lẻo, không khẩn không chậm mới thành công. Đốt thân cúng dường Phật là chuyện tốt, nhưng học đến lúc có định lực rồi mới nói, chừng nào làm chủ được sanh tử rồi thì mới tự do phát triển. Đệ tử, cây thông Giáng sinh bị trộm lấy mất rồi. Ngày 6 tháng 10 năm 1993, hôm thứ 3, thùng phước xương ở chánh điện đã bị trộm. Đến ngày 14, lại có 3 chàng thanh niên trẻ muốn lấy trộm tượng Phật ở chiên xanh đường. Hòa thượng, ở các Tùng Lâm đều phải có người đi tuần tra, cả Vạn Phật đây phải có 2 người đi tuần tra, rồi tuyên bố với đại chúng về việc đi tuần tra là vào giờ ăn trưa. Bên ngoài lúc nào cũng phải có 2 người. Nếu ai phát hiện có người hay xe nào khả nghi là phải chủ động đến hỏi han về lý do họ đến đây, và họ có đến đăng ký ở văn phòng tiếp tân,
hoặc làm thủ tục ở lại qua đêm rồi chưa, và xe của họ phải có giấy phép thông hành hợp lệ. Hỏi, có ngôi chùa nước ngoài đối diện với chùa chi nhánh nọ của mình, vì chỗ đậu xe quá hẹp, họ định mượn phòng dưới hầm của chúng ta làm lớp học, vậy có được không? Hòa thượng, nếu chiêu tập lại một số cao bồi băng đảng thì làm sao đây? Hỏi, vạt tay áo trên y cà sa màu đỏ của vị pháp sư kia dơ bẩn không thể tưởng. Nó vừa đen vừa bóng. Chúng con có thể thỉnh pháp sư đó cởi y ra cho chúng con đem đi giặt được không? Hòa thượng, nam giới ở dơ một chút thì có thể được, để khỏi chiêu lại mấy chuyện phiền phức từ người nữ. Hỏi, vậy người nữ nên mặc y phục như thế nào? Hòa thượng, sạch sẽ, gọn gàng. Hỏi, con cảm thấy nếu không có ái tình thì sẽ không thể sống nổi. Hòa thượng, có người cảm thấy ái tình rất là quan trọng, nhưng ái tình có ích dụng gì đều là pháp nhiễm ô, chứ không phải pháp thanh tịnh. Hỏi, tại sao người ta thích nói chuyện? Hòa thượng, vì họ có quá nhiều tình cảm. Hòa thượng, cái gì cũng có cái tốt và cái không tốt mà. Vị khách, cho nên cái thiện và cái ác đó không có sự phân biệt gì cả. Hòa thượng, điều đó cũng là một loại tà kiến đấy. Vị khách, con nghĩ rằng bây giờ sư phụ không có thời gian nữa rồi. Hòa thượng, thời gian của tôi là tận vị lai tế, không có giới hạn. Hỏi, đời này con có tính khí nóng nảy dữ tợn, đó là do đời trước con đã làm cái gì vậy? Hòa thượng, đời trước con có sát nghiệp nặng, kiếp trước con trồng xuống nghiệp sát, nhân sát, duyên sát, hoặc là con dạy người ta phương pháp giết hại, bởi vì con sát sanh nhiều quá nên đời này mới có oan nghiệt nặng nề. Bởi vậy lòng sân giận của con rất lớn, rất ương ngạnh, lại còn có tánh sát nữa. Hỏi, tại sao có người rất ích kỷ, làm chuyện gì họ cũng đều tự tư, tự lợi và họ không muốn làm lợi ích cho ai hết? Hòa thượng, đây là do kiếp trước họ đã gieo nhân trộm cắp. Người ăn cắp là người ích kỷ nên họ mới lấy trộm. Nếu họ không có tâm ích kỷ, không có tâm tự lợi thì họ sẽ không đi ăn cắp đồ của người ta. Nếu kiếp trước đã ăn trộm đồ vật của người thì kiếp này lòng ích kỷ rất mạnh, nhất định là vậy. Ha ha ha,